Gracias.
Thank you.
nhà các bạn, sửa nhà các bạn. Còn khúc này đang dài 6m40 thì cắt ra thì 3m lại còn có. Các bạn có nhu cầu để sửa soạn sửa soạn nhà không chỉ trong năm cho các bạn nhé. Được bảo các tấm nào mà phù hợp dành cho các bạn không? Nuôi ở đầu gốc nó là 1m7. Giày bao nhiêu ạ? Giày 30 ạ, Lưu Ngọc ạ. Giày 30. Giày 30 phân bao nhiêu ạ? Tấm bên là giày đóng giày 18 anh em nhé. Và để phe tự nhiên khoảng 1m50. Cái này đang dài 6m40, dài 18, dài 6m40 nha nhé. Mặt ấy mặt bao nhiêu? Mặt 1m50 hay là mặt 1m2, mặt 1m3? Chào bạn Nương Ngọc, bạn Nương Ngọc ở đâu ạ? Bạn ở miền Nam hay miền Bắc ạ? Dài 30 hay là dài 40 thì... vâng, Thái Nguyên ạ, có, ok anh ơi. Thái Nguyên ạ. Vâng, anh Thái Ngọc ở anh Lưu Ngọc ở Thái Nguyên. Dày 30 ạ, để lấy cái thước chốt tế nhé. Cái mặt này bao nhiêu? Vân chun tự nhiên nguyên khối anh em ạ. Anh em có nhu cầu thì em hộ có đặt nhé. Mặt bé là cái tấm này nha anh nhé. Mặt dưới là to sẽ to hơn.
Vâng, đúng rồi. Chú đưa được là hàng nó phải cao cấp nữa. Dạ. Vâng. Mấy đi em chụp cho rồi, em chụp cho tấm em gửi cho. Vâng. Tiền nào của chị phải chịu chụp hình tiền.
Thank you.
Thank you.